Sáng 10 tháng 6, báo Sài Gòn Giải Phóng Đầu tư Tài chính cùng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng phối hợp tổ chức hội thảo quốc gia định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược của Việt Nam lần thứ hai năm 2022, nhằm để các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức cùng thảo luận về những chuyển động đã và đang thay đổi môi trường tài chính kinh tế toàn cầu, cũng như những chiến lược mà cơ quan quản lý Việt Nam cần thích ứng hiện nay. Hội thảo lần này có sự tham gia của các nhà kinh tế, các chuyên gia hoạch định chính sách như Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Tiến sĩ Trương Văn Phước, nguyên quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, Giáo sư Tiến sĩ Sử Đình Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Đại học Kinh tế Quốc dân, Tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Thơ là các thành viên của Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, Tiến sĩ Dương Quốc Anh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Tiến sĩ Trần Văn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, Đại học Princeton, Vương Quốc Anh, Tiến sĩ Lê Đặc Chí, giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự tham dự của lãnh đạo một số cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, các nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu. Tiếp nối hội thảo được tổ chức lần 1 vào năm 2021, năm nay hội thảo lần 2 tập trung làm rõ hơn chủ đề bối cảnh xung đột tại Ukraine tác động như thế nào đến kinh tế và hệ thống tài chính tiền tệ của Việt Nam, nhận diện rủi ro và các phản ứng chính sách phù hợp. Đã có hơn 80 bài tham luận được gửi về hội thảo với nhiều chủ đề khác nhau và những gợi ý về các chính sách kinh tế tài chính tiền tệ cho Việt Nam, cũng như các giải pháp đề xuất cho doanh nghiệp trong một môi trường mới. Trong phần 1, các bài tham luận tập trung vào những phân tích đánh giá về hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược cho Việt Nam. Phần thứ 2, các tham luận xoay quanh chủ đề chính sách tài chính tiền tệ và tăng trưởng kinh tế. Phần thứ 3, các bài tham luận xoay quanh nội dung về kinh tế số và fintech. Các bài viết với chủ đề về thị trường tài sản tài chính trong môi trường bất định được đề cập trong phần thứ 4, cũng như các tham luận về tài chính, kinh doanh và quản trị công ty là nội dung có trong phần thứ 5 của hội thảo.